Chị ơi, có nên mua chung cư tại thời điểm đang làm móng hay không ạ? Theo tôi là nên, nếu như chung cư đó có đủ 3 yếu tố như sau. Với rất nhiều người, họ sẽ sợ mua những chung cư đang xây dựng và làm móng, vì họ sợ chủ đầu tư bàn giao không đúng tiến độ, hoặc sợ chất lượng công trình không tốt. Nếu bạn chờ chung cư xây xong rồi bạn mới mua, thì chắc chắn bạn sẽ phải mua với một cái giá rất là cao. Chỉ cần chung cư có 3 yếu tố như sau. Yếu tố số 1 là pháp lý. Nếu như dự án đó đã hoàn chỉnh về pháp lý, thì bạn cũng xem như là một cơ sở để bạn có thể mua và vay ngân hàng. Yếu tố số 2 đó là chủ đầu tư có ra được những chính sách và phương thức thanh toán linh hoạt hay không. Và chủ đầu tư bán đất hàng thì đâu có lý do nào mà chủ đầu tư không xây dựng. Và yếu tố số 3 đó là chủ đầu tư. Nếu như chủ đầu tư đó đã từng xây một dự án bất động sản hoặc nhiều bất động sản nào thành công rồi, thì đây cũng là cơ sở để bạn đánh giá sự uy tín của họ. Bạn hãy xem dự án đó có nhiều tiện ích hay không, nhiều mảng xanh hay không, như là trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại hay không. Nếu có thì bạn hãy ra quyết định mua sớm.